Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Thạch Lưu Mộc, ngày Tân Dậu tức can chi tương đồng thuộc Kim và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Thạch Lưu Mộc Kỷ Tuổi, Ất Mão, Kỷ Mão ngày thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, sao Mã Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Yếu In, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Dân Nhật, Thời Đức, tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, Kim Thần, Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Đại Hao, xấu mọi việc, sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành. Và ngày hôm nay là ngày Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Nam, Tài Thần, hướng Tây Nam. Kết luận, ngày hôm nay, khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp về mồ mã, trổ cửa, tháo nước, các vụ việc làm thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu về công danh. Kỵ về đi thuyền, sinh quân vào ngày này nên đặt tên là Đẩu, Giải hoặc là lấy tên sao của năm thì mới dễ nuôi. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điềm báo trải qua một ngày cần phải hết sức thận trọng trong công việc bởi bạn đang gặp ngày có ngũ hành tương phá. Cái điều này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho bản mệnh và rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng bạn gây trở ngại cho công việc mà bạn đang làm. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc mình đang làm thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi sức ảnh hưởng của cục diện này, cũng không quá lớn. Mọi người xung quanh đều hiểu bạn là người như thế nào và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ của những kẻ tiểu nhân nữa.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý là nên khiêm tốn và học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là cấp trên trực tiếp của mình. Bạn không nên quá nóng nảy, tranh chấp trực tiếp hoặc là nói những lời gây mất lòng người đối diện trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hết sức cẩn trọng khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện gây rối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không nên nóng nảy, tranh chấp với người lãnh đạo. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên khiêm tốn hơn, học cách lắng nghe ý kiến của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 39, số 44, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bà tuổi Tỵ Sửu tính tình điềm tĩnh và chín chắn, sẽ dễ dàng nhận được sự tin tưởng của mọi người. Bản mệnh tuổi Sửu vốn là người có tài lãnh đạo, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ vào sự quyết đoán khi giải quyết công việc của mình. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu, dù đứng ở vị trí cao hay là thấp thì bạn cũng cần phải trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới, đồng nghiệp của mình nhiều hơn. Bạn hãy quan tâm hơn tới mọi người, chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người, đồng thời tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình nữa. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình của mình. Và bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có gặp phải bao sóng gió của cuộc đời đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tạo được uy tín với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nên quyết đoán hướng mọi người đi theo đường đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần phải trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, luôn quan tâm tới người thân, gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, điềm tĩnh và chín chắn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 39, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp thì có được cơ hội khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Bạn tuổi Dần, bạn là người thông minh, nghiêm túc mà không màng danh lợi của mình, được mọi người tin tưởng và đánh giá rất cao về bạn nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dần, không nên giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế. Và cứ cố chấp với quan điểm của mình, nhiều khi bạn sẽ đi vào ngõ cụt và tụt hậu. Vì vậy, với bạn tuổi Dần, cần phải cởi mở hơn và chịu khó thay đổi góc tư duy của mình nữa. Ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn tuổi Dần và người nhà trong ngày hôm nay chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xảy ra sự xích mích,
mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn mạnh tuổi Dần, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nên suy nghĩ thoáng hơn, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, được phụ trách nhiều công việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có thể vướng phải mâu thuẫn, xích mích với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 52, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, và dù bạn có thể là người thông minh, nhanh nhạy, bạn là người cũng tốt bụng nhưng lại quá tự tin và kiêu ngạo với tài năng của mình, cho nên thường cứng đầu, cố chấp và sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái chiều với mình ngày hôm nay. Bạn tuổi Mão, bạn không thể bắt ép người khác đồng ý kiến với mình, bởi mọi người luôn có những suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng và hợp lý. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân, có những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Mão, bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc tới những người khác giới và không để cho bất cứ ai có cơ hội đến gần với mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn là người thông minh, nhanh nhạy, linh hoạt, có linh cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, quá kiêu ngạo vì tài năng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên bắt ép người khác theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy cởi mở hơn để cho người khác có được cơ hội tới gần. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 57, số 60, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn á, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bà tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng chính bạn lại thường xuyên thiếu đi sự tự tin hay do dự, khó đưa ra được những quyết định cuối cùng. Nếu như bạn còn trẻ tuổi, bạn cần phải xác định hướng đi của mình cho rõ ràng hơn. Và hôm nay với bà tuổi Thìn, bạn vốn là người rất thích hợp để hợp tác làm ăn. Vì thế, đối với những ai làm công việc, kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì nên mạnh dạn đưa ra quyết định hợp tác hoặc là ít nhất tạo mối quan hệ với đối tác. Đừng có chần chừ do dự quá lâu, khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định, bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những định hướng rất chính xác trong những tình huống khó khăn nữa.
Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ chưa xác định được điều mình thực sự mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc hay chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim thích hợp để đưa ra những kế hoạch về hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng có được sự ổn định, hai người chia sẻ với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 46, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có tỵ kim gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người và bị người khác cho là rẻ trở mặt. Và nếu như bạn tuổi Tỵ không làm gì đó sai trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay là bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai là người đúng, ai là người sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn mà thôi. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, nếu như có kế hoạch gì muốn thực hiện trong ngày hôm nay, bạn cũng nên suy tính cho thật kỹ càng, chứ không nên hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí. Bạn hãy thử xin ý kiến của những người đi trước xem sao và bạn sẽ có được nước đi đúng đắn cho mình. Và trong ngày này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy bà tuổi Tỵ lại thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô căn cứ như vậy. Bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ không nên quá lo lắng, hãy để cho thời gian chứng minh sự thật. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc không nên hành động một cách hấp tấp, vội vàng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy chú ý trong việc hợp tác và hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 28, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy bà tuổi Ngọ đang trải qua một ngày không gặp được nhiều may mắn trong những mối quan hệ về tình cảm. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, bạn mệnh đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, xem người ta đều có chắc chắn về tình cảm của mình hay chưa. Trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình, bạn mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Bạn mệnh không cảm thấy hài lòng vì con cái của mình, bởi con cái luôn cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên, đôi bên nên nói chuyện nghiêm túc với nhau để cùng tháo gỡ những hiểu lầm và thêm hiểu nhau hơn. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, do tác động của tỷ kim chiếu mệnh, cho nên bản mệnh dễ vướng phải những sự tranh cãi với đồng nghiệp, đôi bên đều cứng đầu, không ai chịu nhún nhường ai. Và nếu như cứ giữ nguyên hiện trạng này thì rất có thể đôi bên sẽ rơi vào cục diện thế bế tắc, không giải quyết được công việc. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi Bính Ngọ
thuộc mệnh thủy, không nên áp đặt con cái phải làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp trong công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có sự cứng đầu, không chịu thỏa hiệp với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm gặp nhiều vướng mắc. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 31, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Mùi làm các công việc tự do, kinh doanh buôn bán thì trong ngày hôm nay có thể kiếm được một khoản tiền kha khá cho mình. Có thể nguồn thu nhập từ trên những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn hoặc là phần thưởng do công sức mà bạn đã bỏ ra. Và với bạn tuổi Mùi, bạn tính hòa đồng, bạn có thể dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn hãy tận dụng ưu điểm của mình trong sự nghiệp và đặc biệt là trên con đường kinh doanh, buôn bán, bạn mạnh nên tìm kiếm người đồng chí hướng với mình để cùng thực hiện. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với gia đình luôn rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Và bạn tuổi Mùi, bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời. Dù có tiền tài, địa vị đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim nhận được một khoản tiền kha khá từ các công việc làm thêm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy đưa ra những quyết định về đầu tư, kinh doanh đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, giúp ích cho sự nghiệp. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đã gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào sự thông minh, khéo léo bẩm sinh của mình. Bản mệnh tuổi Thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc hoặc là trò chuyện đầu tiên, dù là gián tiếp hay là trực tiếp. Sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày này cũng có được những bước tiến triển thuận lợi nhờ cấp trên đã nhận được điểm mạnh của bạn. Bạn đã được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế mà bạn càng phải có trách nhiệm và chú ý phát huy khả năng của mình hơn trước gấp nhiều lần. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là thời điểm này chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn thực hiện bất cứ công việc nào. Vì vậy, bạn cần phải chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp đầu tiên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, sự nghiệp có những bước tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, cố gắng phát huy điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, không nên thực hiện những công việc trọng đại. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 29, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình, cho nên bạn tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, nhất là khi có ai đó làm phật lòng bạn. Bạn tuổi Dậu rất dễ nói lời tổn thương người khác bởi cái tính nóng nóng nảy, nói năng mà không suy nghĩ của mình. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày này cần phải chú ý cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Đừng có tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy, bởi có thể chính bạn cũng đang mắc phải sai lầm mà không nhận ra mà thôi. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, bạn mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bạn rất có thể sẽ mắc phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc là bệnh về răng miệng, bệnh về phổi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nói năng không suy nghĩ, gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chú ý tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên quá kiêu căng, tự mãn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 71, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có điềm báo phải gặp đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay do bạn đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại gây ra. Bạn tuổi Tuất có thể bị những người tưởng chừng như thân thiết hãm hại mình. Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Trong ngày này, các chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia cũng có thể có những dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên giấu những chuyện khiến cho mình khó xử ở trong lòng, bởi như vậy sẽ càng khiến cho mối quan hệ đôi bên càng trở nên xa cách. Bạn cần phải mở lòng hơn với người ấy để khắc phục tình trạng trên. Hôm nay, với bạn tuổi Tuất, nếu như cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên đi về những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn, dễ dàng thành công hơn. Hướng tốt trong ngày với bạn đó là Hỷ Thần và Tài Thần hướng Tây Nam. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa bị người thân thiết hãm hại, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ không nên giữ những suy nghĩ bi quan, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc tình cảm vợ chồng có sự thờ ơ, lạnh nhạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cố gắng hết sức khắc phục những vấn đề trước mắt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 33, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi ạ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và gia đình của mình đang rất yên ấm.
Bạn tự hỏi, bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà, vợ chồng ít khi mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có nhân duyên với những người khác giới rất tốt đẹp. Dù vào thời điểm này, bạn ít đi ra ngoài và cũng không có cơ hội tụ tập với nhau vì tình hình dịch giã, bạn có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm làm quen từ một vài người bạn hoặc là người gặp gỡ từ trước đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi là một người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Hai ưu điểm này sẽ giúp cho bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, biến bạn thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Và bạn có được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình nếu như bạn hết lòng vì công việc vào ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhân duyên vượng, nhận được lời hỏi thăm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tự tin hơn để sẵn sàng chấp nhận thử thách. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội phát triển nằm trong tầm tay của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 36, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.